Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Hương Ly và các cô anh chị chúng ta hãy bấm phím số 6 để cảm ơn phần chia sẻ hết sức tuyệt vời của chị Hương Ly ạ. Và phần chia sẻ về cơ hội kinh doanh thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào buổi sau. Và bây giờ thì hiện tại trong phòng Zoom của chúng ta đã có rất nhiều vị khách mời là các leader quốc tế. Chúng ta hãy cùng nhau gõ chữ Hello đi ạ chúng ta hãy cùng nhau gọi chữ hello xin chào hoặc là xin chào đi ạ để chào mừng những vị khách quốc tế và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ uh, Mr. Bo là leader là người lãnh đạo là cái người mà bảo trợ ra thị trường Việt Nam uh, ông sẽ kết nối chúng ta đến những leader từ Đức từ Thái Lan và phần này chúng ta lại cùng nhau gặp gỡ chị Hương Ly để chị Hương Ly sẽ giúp chúng ta hiểu được uh, những cái leader quốc tế họ truyền tải thông điệp họ chia sẻ những cái bí uh, bí quyết của họ, những cái kinh nghiệm của họ và cũng như là uh, vì sao mà họ lựa chọn query. Và xin chào Mr. Bo, xin chào các uh, bạn đến từ uh, quốc tế. Hello. Hello, Mr. Bo. Hello, Mr. Bo. Hello, everyone. Hello, Mr. Bo, and uh, good evening and good morning, uh, international friends. Join our Zoom today. Yes. So, thank you very much for having us here because we can have some exciting time because we have people from Europe, we have people from Thailand on the line also. Zoom uh, Yeah. Một cái buổi rất là thú vị bởi vì hôm nay chúng ta có những cái từ châu Âu đến từ Thái Lan. So I would like to share and everyone for the first time. Uh, tôi uh, muốn uh, chia sẻ một chút uh, với các bạn uh, và gửi lời chào tới tất cả mọi người trong phòng Zoom uh, và đặc biệt là tới những người mà mới tham dự buổi Zoom này lần đầu tiên because i, will, I will, will cover something with you that can help you on the way. Uh, bởi vì là sẽ có một số thông tin của tôi cũng sẽ giúp các bạn uh, sẽ khá là hữu ích. Uh, and uh, whatever you do, you have seen a great presentation uh, just here so uh, ask the questions you need to know so you can get started as soon as possible. Và các bạn đã dành cái thời gian vào cái buổi zoom ngày hôm nay và đã nghe một cái phần trình bày về sản phẩm cũng rất là tuyệt vời. Nếu mà các bạn muốn hỏi thêm về những vấn đề gì thì có thể đặt ra các câu hỏi à để chúng ta giải đáp tất cả những cái thắc mắc mà chúng ta còn băn khoăn và có thể để bắt đầu cái cái cơ hội kinh doanh này càng sớm càng tốt. So going gonna share with you now. That's that's known. There is no rocket science, but I think it's uh, you need to think about it. À, tôi sẽ có một cái số thông tin chia sẻ theo tôi nghĩ là cũng khá là hữu ích để giúp các bạn suy nghĩ về nó. Because what you just witnessed was a huge opportunity. À, bởi vì đây đó là một cái cơ hội nó thực sự là là rất là lớn. Okay, that's easy for me to say, but I have I have been in another company for over 15 years. So I've only been in Kiari about one and a half year. Uh, và uh, thực sự thì tôi cũng có cái kinh nghiệm trong cái ngành kinh doanh theo mạng này ở một công ty khác khoảng trên 15. Và tôi mới gia và làm việc với Query. Uh, và See? với Query chỉ hơn chỉ khoảng một năm rưỡi thôi. Nhưng thực tế là tôi chưa thấy một cái cơ hội nào mà nó tốt. So what you have seen tốt. now uh, we have covered things Quyari that trong vòng hơn 2. 20... Okay, sorry. <laughs> Okay. okay, so what oh, you have okay. seen now, yeah. I, will, I will give you some facts about MLM that we have covered with Kiari. 80% of people quit MLM after just three months. Uh, khoảng 80% uh, cái khi họ tham gia vào cái ngành này và họ họ rời bỏ cái ngành này uh, trong vòng khoảng 3 tháng thôi. Và có ba cái lý do. Number one, they ran out of prospects. Nobody more to, more, more to talk to. Uh, tức là cái lý do thứ nhất là họ hết cái nguồn của những cái người mà gọi là những người tiềm năng những cái đối những cái đối tác tiềm năng không còn người để nói chuyện nữa number two reason is because they can't stand out with all reactions uh, và, và 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 cái lý do thứ hai là họ uh, khi mà họ gặp những cái những cái gọi là những cái phản ứng hoặc những cái từ chối thì họ chưa xử lý được And then the third reason is they don't know what to say or do. Và cái lý do thứ ba rất là đơn giản là họ không biết là nói gì và làm gì. But I think in Kiari, uh, your own uh, very good team BIT group you have covered all this. Nhưng mà thực tế là tôi không phát hiện ra là ở đây thì các bạn đã có một cái đội ngũ uh, dẫn đường, lãnh đạo dẫn đường rất là tuyệt vời đó là BIT. So all of you who are new on the line and see you can be you can you can be safe because you have so good leaders around you so they have covered all these reasons. so 80% will leave. Và uh, nếu ở đây các anh chị nào mà là người mới thì các anh chị hoàn toàn là yên tâm với cơ hội kinh doanh này bởi lẽ là chúng ta đã có một cái hệ thống dẫn đường uh, một hệ thống lãnh đạo rất là tuyệt vời từ BIT và uh, hoàn toàn là các anh chị đã Uh, đã đã uh, gần như là đã xử lý hết các cái rủi ro mà như tôi nói là 80% người mà họ họ từ bỏ cái ngành này. And it like every do that. Và nó là một cái thực tế mà đúng ra là gần như công ty nào họ cũng phải làm cái điều này. Unfortunately not because they 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 take the money as number one. À, nhưng mà thực tế là nó lại không may mắn là không phải là như vậy bởi vì là uh, cái yếu tố thứ nhất là họ quan tâm đến vấn đề về tiền. So they really don't care much about people. Uh, cho nên là họ không uh, tức là đang nói về phần công ty ạ uh, là cho nên là họ không thực sự là không quan tâm nhiều đến uh, con người. But we do the opposite. We take the people first and care about people. À, nhưng ở đây chúng ta làm những cái điều uh, uh, trái ngược lại, chúng ta sẽ quan tâm đến con người bởi vì cái yếu tố con người là cái yếu tố quan trọng nhất. So if you are a person who care about people? Nếu bạn là một cái người mà quan tâm đến người khác. And if you are a person that looking for a little way to earn extra income? Và nếu bạn là một cái người mà uh, bạn đang có nhu cầu mà tìm thêm những cái cơ hội để uh, kiếm thêm thu nhập. Then number one, you need to find a solid company. Thì cái yếu tố đầu tiên là bạn phải nên tìm kiếm những cái công ty mà nó có những cái nền tảng vững chắc. Và cái điều thứ hai là mình tìm một cái sản phẩm mà nó đã được chứng minh là có những cái kết quả tốt. And you need a generous compensation plan và một yếu tố nữa mà nó không thể nào mà chúng ta quên được đó là gì ạ? Là cái chính sách trả thưởng nó cũng phải là rất là hào phóng. So if we go back to number one, the solid company. À nếu mà chúng ta quay về yếu tố thứ nhất là về một cái công ty có nền tảng vững chắc. The uh, Kiari is not really new, the parent company is a billion dollar company already still going. À và Kiari thì thực sự là nó không phải là một cái gì đấy nó quá mới bởi vì là công ty mẹ của Query thì nó đã là một cái công ty mà có giá trị hàng tỷ đô rồi. Company invested over 30 million dollars in Query so they are not there here to last. Và cái công ty mẹ này thì họ đầu tư khoảng tầm uh, 30 triệu đô vào Query uh, để mà thiết lập lên những cái uh, cơ sở tầng. This is built so you can leave it over to your kids và nó đã được xây dựng và thiết lập cho nên là khi công việc kinh doanh này các bạn uh, bắt đầu và và thực sự hợp tác với nó thì sau này number... các bạn hoàn toàn có thể là chuyển giao lại cho con cái của mình number two is the proven product this Maki berry is so very well documented backed up by science all over the world well và uh, cái yếu tố thứ hai nó là cái yếu tố về một cái sản phẩm đã được chứng minh À, thì uh, thực tế là cái sản phẩm về cái trái cây cây ma quy này thì đã được uh, chứng minh bởi những cái tài liệu mà uh, có cơ sở khoa học uh, trên toàn cầu và cái điều mà tốt nhất để biết được điều đó có đúng hay không thì là uh, các bạn nên thử sản phẩm And the third one, need a generous compensation plan. và yếu tố thứ ba là một cái yếu tố về chính sách uh, trả thưởng kháo phóng so why not have seven ways to earn and get paid in five minutes or less. À, uh, tại sao các bạn không nghĩ đến cái việc mà chúng ta kiếm tiền mà chúng ta có 7 nguồn thu nhập à, uh, và chúng ta lại được trả cái thu nhập này trong vòng 5 phút thì sao các bạn không nghĩ đến cái phương án này? I think I said that one more time because I didn't understood that in the beginning. Five minutes or less và tôi cần tôi muốn là tôi nhắc lại cái thông điệp này một lần nữa bởi vì ngay từ ban ban đầu khi tôi được chia sẻ tôi cũng còn không tin. Uh, chi được chi trả thu nhập trong 5 phút hoặc là thậm chí là ít hơn 5 phút. And uh, there is a that we can so we are fast. Và có một cái lý do mà chúng ta có thể uh, thực hành để chúng ta uh, chạy nhanh hơn. So we can run to the ATM and pick the money out with the QR record. Và các bạn có nhìn thấy ở đây không? Đây là một cái thẻ uh, query và chúng ta chạy thật nhanh đến cái cây ATM để rút tiền với cái với cái thẻ uh, query này. So if this sounds good to you, like it is for most people now, then this can be your home. Và uh, cái thông tin này thì chắc chắn tôi tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất là các bạn sẽ rất là thích và hầu như khi các bạn đã thích thì hầu như những người khác họ sẽ đều thích. And the last thing I would like to share with you how you can scale your success. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút ở đây là làm thế nào để chúng ta uh, có thể uh, gọi là uh, tầm nhìn hóa được cái thành công của 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 chúng ta. Can give you an example if you would like to earn 500,000 US dollar per year. Tôi có thể đưa ra một ví dụ, ví dụ như là các bạn muốn kiếm một cái khoản thu nhập, tức là có một khoản thu nhập là 500.000 đô một năm. That's easy. That's two thousand work hour. Uh, uh, nó đơn like And you earn two hundred fifty dollars each. các bạn có So that's why you see the important what we do. You have to be quality what you are doing. Uh, cho nên uh, chúng ta nó rất là quan trọng mà chúng ta uh, cần phải giống như là đong đếm được những cái gì chúng ta làm. và chính vì vậy là chúng ta chỉ có hai câu hỏi để hỏi bản thân mình thôi. One, how do I get paid? À, uh, số một là gì ạ? Là làm thế nào tôi được thanh toán? And number two, when do I get paid? À, và số 2 là khi nào tôi được trả thu nhập. And you have heard it already now There are seven ways to earn and get paid in less than five minutes. Và uh, nó rất là đơn giản đúng không ạ? Là chúng ta có bảy cái cách để kiếm uh, các cái nguồn thu nhập và các cái nguồn thu nhập này sẽ được trả về cho chúng ta um, chậm uh, ít hơn cả 5 phút. And the only thing we do we are we are looking for for people who can take decisions, we present for them và cái quy trình nó rất là đơn giản thôi thứ nhất là các bạn tìm những cái người mà họ muốn có những cái dòng thu nhập bổ sung này thứ hai là mình đưa người ta đến những cái buổi mà giới thiệu về cơ hội kinh doanh hoặc là chia sẻ cho những người ta những thông tin và sau đó là mình sẽ giúp người ta nhân bản sao chép để mà mà để mà có thể là là nhân rộng được hệ thống

cái 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 phương thức kinh doanh của họ và và các cái vấn đề các cái nội dung ở đó thì nó nó quá là phức tạp uh, cho số đông. So the the new one. À, nhưng với query thì nó là cơ hội số một mới nhất. tôi rất là mong được gặp các gặp lại các bạn sớm và sau đó là chúng ta sẽ cùng nhìn những cái kết quả của của, của nhau. So I hope that got some value for you. À, và tôi hy vọng là những cái thông tin của tôi sẽ cung cấp cho các bạn một uh, phần nào đó giá trị. So now I'm going to keep quiet and turn over to more interesting people. <laughs> và bây giờ tôi phải uh, nhường lời cho một cái người thú vị hơn. And um, I would like to start with uh, with Europe. Tôi muốn bắt đầu với uh, châu Âu. And there is a lady uh, Uh, and she has been in the industry for a long time and have a big success now in Kiari. and she is in uh, what we, we call the heart of Europe when it comes to network marketing. We can say that uh, the, the, the country is Germany. Germany is in Europe what vietnam are in asia <laughs> và cái quốc gia đó là ở đức và ở đức thì là ở châu Âu như kiểu việt nam ở châu Á means one of the biggest markets in the world và nó là một trong những cái thị trường lớn nhất so i think um, um, if you have questions now maybe kind of an interview and uh, uh, with brigitte Marcella uh so uh, she know everything about your market so if you have friends you can with warm heart let her help them à, và uh, rất là hay là chị uh, tôi giới thiệu ở đây là chị um, Brigitte Marcella chị đến từ Đức và chị có một cái trái tim rất là ấm áp và rất là muốn giúp đỡ người khác cho nên là nếu các anh các chị mà có những cái người uh, đang ở châu Âu thì hoàn toàn có thể là là liên kết kết nối và chị có thể là giải đáp tất cả những cái gì mà các anh chị còn thắc mắc. So welcome on the line Brigitte. À uh, xin chào mừng chị uh, Brigitte. Uh today we also have the um, uh, we also have some uh, new new faces from Canada. Perfect. From oh. Canada. And wow. uh, it's very nice uh, to have them here so maybe later if they uh, have any questions could you have? Absolutely. Yeah. các anh chị hôm nay phòng dung của chúng ta cũng rất là rất là đông vui bởi vì hôm nay chúng ta có những những người khách mới từ Canada và em cũng xin chào chào mừng các anh chị từ Canada và các anh chị hôm nay có cái buổi giao lưu với upline là anh Bâu đến từ Thụy Điển và hệ thống có những người ví dụ như là chị Brigitte Marcela ở Đức thì hoàn toàn các anh chị có thể kết nối để uh, đôi khi là ở châu Âu Thì cái khung giờ ấy nó sẽ khác giờ Việt Nam Thế cho nên là chúng ta có thể là Đưa những cái người mà mà muốn quan tâm Về cơ hội kinh doanh vào những cái buổi uh, Giới thiệu cơ hội kinh doanh uh, Các anh chị tổ chức rất là thường xuyên uh, Hàng tuần ạ à? Yes, uh, let me see where is Mrs. Marcella Maybe Ah, uh, she's here uh, Ban tổ chức ơi bật tiếng lên cho Bật tiếng lên Ok. Chấp nhận khách của chị vào rồi đấy chị dáng đẹp ạ. À? Hello Miss Mrs Marcela, you are here. Hello, you can hear me now. Oh, uh, yeah, yeah, yeah. Uh because okay. so we put the function uh, to mute. Mute. Uh, so that's why everything I'm is okay that doesn't matter i'm yeah. happy to be here i'd like to see you all and happy day for you and i have a question first for you miss lee um, <laughs> did you take chiari me i shall i tell you why i ask you look very very good your face looks good oh, right. and uh, everything looks really good yeah <laughs> <laughs> À, các anh chị ạ. À. Yeah, I want to translate some for everybody. À, chị um, Marcela xin chào tất cả mọi người trong phòng Zoom và thực ra thực sự là em và chị Marcela thì cũng đã có những cái buổi gặp nhau trên Zoom như thế này một vài buổi rồi. Thế và biết nhau được tầm đến bây giờ khoảng tầm 2 tháng. Nhưng mà chị Marcela chị hỏi em một câu là trước khi chị bắt đầu thì chị hỏi em là Ly à, tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi là bạn có dùng sản phẩm query không đấy? Thì em bảo có, thì chị bảo ôi đúng là thực sự là nó khác biệt thật bởi vì là cái làn da của em nó cũng đã được thay đổi rất là nhiều, nó sáng lên rất là nhiều. Yeah, that's right. My uh, face skin is uh, getting brighter. Yeah. Yes, I can yeah. see it. I've met you several times and now I can see today you are it's like brightening. <laughs> Anh em, chị bảo rằng là chị gặp em nhiều lần rồi như em phải nói đấy ạ, nhưng mà hôm nay nhìn thấy em là uh, giống như là kiểu nó sáng ấy, cái màn hình của em nó rất là sáng bởi vì là cái nước da của em nó cũng uh, thay đổi và thực sự đấy là một cái điều mà em cũng nhận ra là thực sự rất là tuyệt vời em ngày nào cũng dùng hai cái viên này và cái bữa sách nữa nhớ <laughs> <Yeah. cười> Sobergitte, okay. uh, how, how do you think that uh, what's going to happen in Europe and how can you help uh, the team Vietnam in in uh, Europe and Germany? I would like uh, to invite everyone uh, to the OPP tonight and I will try to put uh, the invitation in. I hope it will work. And uh, I can talk with everyone here in or who from uh, Vietnam is living in Germany. I can talk with uh, him, her, whatever. and uh, remember, Europe, uh, Germany is in the middle of Europe. and there are many german speaking uh, countries and uh, it's like a gold mine i think yeah we are yep. sitting on the white spot no one is here but we can all do it together yeah okay okay translate um, <laughs> <laughs> good memory yeah, <laughs> anh Bo anh có hỏi rằng là anh ấy muốn đặt ra một câu hỏi là nếu mà muốn có cái sự hỗ trợ và giúp đỡ từ chị marcela cho thị trường Việt Nam cho cho team Việt Nam mà có thị trường ở châu Âu thì chị Marcela có ý kiến gì không? Thì chị có nói rằng là nó rất là đơn giản thôi bởi vì là ví dụ như buổi hôm nay sau cái buổi này thì sẽ có một cái buổi trình bày cội kinh doanh của team của Đức của, của chị Marcela ở Đức và chị sẽ gửi cái lời mời cái đường link Zoom để các anh chị nếu có những cái người mở thị trường nước ngoài ấy, thì hoàn toàn là mời vào đó và thậm chí là không phải chỉ buổi zoom nếu cần thiết chị ý chia sẻ hay là cái gì đó giống như là một một ấy, thì trực tiếp thì là chị ý cũng sẵn sàng giúp đỡ cái đội ở Việt Nam của chúng mình và ngoài ra thì là các anh chị hiểu là Đức nó là một cái quốc gia mà nó ở trung tâm của châu Âu và có rất là nhiều quốc gia mà nói tiếng Đức thế cho nên rằng là nó rất là thuận tiện nếu mà các anh chị kết nối ở thị trường châu Âu thì là các anh chị đừng lo bởi vì đã có đội ở ở ở ở German và chị chị Marcela sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình. Yeah, thank so much for your very nice idea. I, I would like to see you all in in the UPP tonight at 8 p.m. German time or à. Central Europe time. Yeah, và chị muốn trân trọng muốn mời tất cả các anh chị rằng là tối nay 8 giờ tối thì sẽ có một cái buổi uh, chia sẻ OPP tức là cơ hội kinh doanh ở thị trường Đức thì uh, nó là cái 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 giờ là giờ châu Âu và giờ Đức thì là 8 giờ tối thì là nó sẽ muộn ở Việt Nam nhưng mà hoàn toàn nếu các anh chị muốn biết là cái đội ở bên đó hoạt động như thế nào thì chúng ta hoàn toàn là có thể vào. Yes, I will send the link uh, from uh, the messenger group to to the uh, to the local group here so they can That's yeah. nice. Thank you. Yes, yeah. I, I would like to see you all there. Okay. Yeah, the, there is a one uh, one uh, attendance. She say, "Please give me the Zoom link in German." Of course, I will send. Yeah, chị dáng đẹp ơi, uh, chương trình sẽ gửi cái đường Zoom cho chị nhé Và chị hãy uh, tận dụng cái cơ hội này để uh, để mà phát triển thị trường Đức rất là tuyệt vời ạ. Yeah. Very good, very good. Yeah. And I like to be with you every time. It's because of the good vibes I can feel. Um, there are many people in Germany who are cut off and don't want to talk and to smile and so and I can feel when I come to you the very good vibes and I like it very much. và các bạn có biết không à, bởi vì tại sao tôi lại nói như vậy bởi vì là khi mà vào phòng của các bạn thì tôi nhìn thấy những cái gương mặt à, cũng như là những uh, những cái gương mặt tham gia ở đây các bạn rất là thân thiện à, và rất là tuyệt vời à, à, cho nên là à, bởi vì ở đức ấy, thì người ta lạnh hơn người ta có khoảng cách hơn người ta thậm chí người ta rất là kiểu giống như kiểu là người ta bảo ui tôi không thích làm cái này tôi không thích làm cái kia tôi không quan tâm đó, nhưng mà khi vào đây tôi cảm thấy một cái không khí rất là tuyệt vời, rất là ấm áp từ các bạn Việt Nam. Uh, there is one uh, one on one person, he uh, name Hồng Nam. He say that uh, uh he has also the potentials in German. Oh very 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 nice. And uh, another person say that uh, please give me the Zoom link in German. Yeah, of course. Yeah. Rồi, very sẽ good. Tính, uh, các anh chị cái đường link này ngay ngay sau cái buổi Zoom. À uh, Yes, very, very good. I, I like it very much. And I can tell you from uh, some people I've talked to in the last few days, they said, oh, everything in Germany is bad. It's not so good. But I have took the, the happy pills and now I feel very much better. À, và tôi đã nói chuyện với một số những người một số người ở đức á, thì thực tế là bây giờ tình hình dịch ở đức tăng tăng rất là nhiều dịch bệnh tăng rất là nhanh rất là nhiều ca một ngày à, thế nhưng mà và họ luôn luôn nói rằng trời ơi tôi cảm thấy là Uh, nó rất là 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 không tốt ở cái tình hình như thế này nhưng mà chị Marcela thì chia sẻ rằng là không sao uh, tôi có cái viên gọi là Happy Pill tức là cái viên hạnh phúc như này mà tôi lúc nào tôi cũng có theo người và khi tôi dùng nó thì thực sự là tôi thể được bảo vệ hoàn toàn cái sức đề kháng rất là tốt cho nên là tại sao lại không thử cái này <laughs> Yeah that's right, that's protect your your immune system a lot <laughs> Yeah, the immune system and um, it's um, like a bit uh, serotonin and it's uh, much better for you for the feeling and uh, for going Và through the life. Cái viên này thì thực tế không chỉ là bảo vệ cái hệ tuần hệ miễn dịch của các anh chị đâu ạ mà nó giống như là nó có những cái um, những cái nó gọi là cái ấp năng lượng ấy rất là tốt cho nên là khi mình dùng cái viên này vào chị gọi là happy pill tức là dùng vào cảm thấy rất là vui vẻ rất là hạnh phúc đó thì các anh chị mà chưa thử ấy, thì hãy thử nhá hãy hỏi cái người hướng dẫn người chia sẻ mình đến cái buổi zoom này tại vì thực tế là em là cái người nghiện cà phê nhưng mà em rất là yêu cái viên này i say that i uh, I, i i i am like a drug to coffee but after this i, I use less yep. yes that's right every uh, people talk, uh, tell me Uh, less coffee, but more happy pills. Yeah, yeah. That's right. Có nghĩa là dùng cái viên này thì mình những ai anh chị nào mà, mà trước đây một thói quen uống cà phê rất là nhiều ấy, thì thực tế là em là một minh chứng đây, mình có thể là giảm cái lượng cà phê hàng ngày, nó tự nhiên thôi mình không thèm nữa. Nhưng mà mình lại dùng cà phê thì nó ức chế cái cảm giác thần kinh, ấy. nó có thể tỉnh táo lúc đó thôi nhưng nó không có khỏe lâu. Nhưng dùng cái viên này thì nó rất là khỏe và rất là là năng lượng. okay and there are some people who say no i don't want to join i am, my body is good and i'm small and i don't want to lose weight and then i tell, tell them it's all about metabolism and sometimes you are small but are, your metabolism is not okay because meat, vitamins and minerals are not there it's not enough and after a time when they take the pills It will go much better. và à, có một cái thực tế như thế này khi tôi gặp những nhiều người á họ nói rằng là trời ơi tôi không cần cái sản phẩm này đâu bởi vì à, tôi á tôi gầy lắm tôi gầy thì tôi dùng cái này làm sao tôi có giảm cân đâu mà tôi dùng đúng không ạ à, nhưng thực tế thì không phải như vậy đâu ạ bởi vì là những cái người gầy thì thực tế là cái cái năng lượng của họ rất là thấp và các anh chị biết rằng là bây giờ hầu như chúng ta đều bị gặp các vấn đề về chuyển hóa à, khi các anh chị gầy thì có nghĩa rằng là kể cái, cái những người béo và những người gầy là những người đang gặp vấn đề về chuyển hóa cái chuyển hóa không hoạt động à, cho nên là chúng ta đang ăn những cái thức ăn và cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta thực tế hàng ngày nó nó không đủ vitamin không đủ những cái mà à, dưỡng chất cần thiết cho cơ thể à, chính vì vậy là nó làm cho cơ thể chúng ta một ngày một ngày nó yếu đi yes okay it's yeah. not only for losing weight but for feeling better much better look better feel better À, không chỉ là cái việc mà chúng ta chỉ giảm cân đâu ạ mà chúng ta cảm thấy tốt hơn cảm thấy tuyệt vời hơn cái điều này có các anh chị có cần không ạ có đã bao giờ các anh chị cảm thấy rằng là mình mới mệt mỏi mình thiếu năng lượng à, hoặc là mình muốn là cái vẻ bề ngoài của mình nhìn nó được tươi sáng hơn nó tốt hơn chính à, vì vậy đây là một cái giải pháp rất là tuyệt vời à, và em cũng muốn hỏi một chút là à, không biết là chị Marcela năm nay bao nhiêu tuổi em hỏi để chị bật mí cho anh chị xem nhé So uh, another question that uh, because uh, there are new faces today, so um, uh, maybe some people they uh, haven't known you yet. So uh, uh, can I ask you a question that most um, yes. yes, of the people sure. they don't want to ask the questions. How <laughs> old are you? How old? Uh, 72. <laughs> oh, oh my god. Uh, chị 72 tuổi đấy ạ. À. Nhưng mà thực tế là em không gọi bằng cô được bởi vì em thấy chị rất là năng lượng, rất là trẻ trung, rất là tuyệt vời. 72 tuổi các anh chị ạ. À? 72 tuổi mà thực sự rất là nếu mà mình mình có thể nói rằng là với cái tuổi tuổi này mà mẹ mình bà mình ở nhà mà đôi khi là mình không có một cái sự giao lưu ấy thì nó sẽ già hơn đúng không ạ? Nhưng mà chị thì nhìn cái nước da và cái khuôn mặt rất là trẻ trung, cái sắc diện rất là tuyệt vời. Yeah, you look amazing. Thank you very much. Wow, that was interesting. Yeah, okay. So I hope we are, we are we can uh, learn to to know each other more and we looking forward to see some of your friends on the german oppe tonight. Và uh, rất là cảm ơn cái sự chia sẻ của chị uh, Marcela và các anh chị có có thể là gặp uh, được người trực tiếp từ Đức rồi đấy ạ và uh, rất là mong các anh chị là sau khi nhận đường link và chúng ta hãy chia sẻ cho những người ở châu Âu. À, và đặc biệt là ở Đức vào cái buổi Zoom buổi tối nay ở Đức à, vào lúc 8 giờ tối giờ châu Âu. To và đây là có một à, tôi bắt đầu bây giờ chuyển uh, quốc gia, bây giờ chúng ta đi từ châu Âu chúng ta vòng qua châu Á nhá. Đây là một cái quốc gia rất là gần với Việt Nam. That's actually uh, the the country is Thailand và quốc <laughs> gia này đơn giản thôi là là Thái Lan đấy ạ. yes and we have on the line here we have uh, one of the hottest uh, promoters we have in in Thailand à và chúng ta có một cái người rất là đặc biệt ở đây có thể nói rằng là một cái người mà à, uh, gọi là promoter rất là nổi giờ là hot ở Thái Lan I heard him many I heard her many many times on UPPs and trainings và tôi đã gặp chị này rất là nhiều lần hoặc là nghe rất là nhiều lần ở những cái buổi đào tạo những cái buổi chia sẻ. She is hot. She oh no. is hot. <laughs> Cô ấy rất là hot. <cười> <cười> so he she is so full of energy and really have great goals. Và uh, chị ý thực ra là rất là năng lượng Rất là năng lượng và 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 cái um, kết quả kinh doanh của chị cũng rất là tuyệt vời. On the same time here, if you know people in in Thailand, you can with again warm heart Leave them over to this lady. She will help them too. Và lại một cái điều tuyệt vời nữa, công việc kinh doanh này mang lại cho chúng ta là gì ạ? À? Nếu các anh chị có những cái người ở thị trường Thái Lan, thì hoàn toàn có thể là chúng ta sẽ có cái sự hỗ trợ rất là tuyệt vời từ người phụ nữ này. So now we're going to have some fun because not going to be a couple of translations. <laughs> Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái màn nói chuyện rất là hay bởi vì là sẽ có màn dịch chéo ở đây ạ. À. Because we have chúng ta có một người phiên dịch mới đồng hành cùng với uh, Hương Ly ở đây là Owen. Xin chào Owen. Is xin chào, xin chào Việt ah, Nam, xin it. chào everyone. <cười> <cười> Okay, and the lady's name, she is uh, she is also um, a coach in badminton, you know. Và người uh, người phụ nữ này ấy, thì uh, nghề nghiệp của chị chị còn là một huấn luyện viên về bóng bàn. And I think she is a pro there too. Um, bởi vì là chị ป็นที่หญิงสาวที่ยอดเ We have it. We have it on the line. Welcome, Coach Nina. Chúng ta có người phụ nữ tuyệt vời đây. Xin chào mừng huấn luyện viên Nina. สวัสดีค่ะสวัสดีสีนะคะสวัสดีโบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติมาแชร์ลิงอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เป็นอะไรไม่รู้ตื่นเต้นมากเลย So, hello. First of all, hello to Uh, Lee, Bo, and everyone here in the, this meeting. Uh, I mean, I've already been a lot of here sometimes, but actually I'm feeling like excited. và xin chào tất cả các anh chị trong phòng zoom ngày hôm nay xin chào chị ly phiên dịch xinh đẹp xin chào anh bồ xin chào tất cả mọi người và thực tế là tôi cũng đã giao lưu với đội Việt Nam nhiều lần rồi nhưng mà lần này không hiểu sao mà cảm giác rất là cảm thấy rất là hứng thú rất là vui vẻ hà, bỏ bảo hà là, việc khi chúng ta đến gặp Kerry, đây, thì, mãi, chính, chính. là một điều gì đó hoàn toàn Cái mẻ, từ mặt đến mặt sau, kể sau khi chúng ta đã bắt đầu làm việc ở đây, ชีวิตมันสามารถที่จะกำหนดทิศทางของตัวเองได้อย่างชัดเจนมาก The whole experience here in Kerry, that she a whole new world for me, and she is uh is switch from another thing is switch from bad to good, a u a l l y the best one of the best thing is when we can control our destination of our life. và thực tế là uh, lựa chọn query là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời uh, đối với tôi đến bây giờ bởi lẽ là tôi uh, chuyển dịch từ một cái ngành khác sang và uh, có thể nói là từ những cái điều mà nó chưa tốt sang cái điều tốt hơn. Uh, và với query thì khi mà các bạn uh, nắm bắt cái cơ hội kinh doanh này thì chúng ta hoàn toàn có thể là sao ạ? là chúng ta quản lý được cái đích đến trong cuộc sống của chúng ta. ha, à, tháng một tháng muôn các thứ เมื่อไร่ที่เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้เรานึกย้อนไปวันแรกที่เรารู้จักมันเป็นอะไรที่มันเหมือนความฝันนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์สองตัวมันขับเคลื่อนธุรกิจได้เป็นหลักล้านได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องการมาโดยตลอดนั่นคือชีวิตที่อิสระทุกอย่างต้องการไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือความอิสระในเรื่องของความคิดต่างๆเราต้องการมาโดยตลอดแล้วผลิตภัณฑ์สองตัวเนี้ทาให้เราเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้ So first, touching this product, these two products, it's actually amazing that we can drive our business with these only two only two products in our hand, and can drive into a million, uh, millions of dollars into our bank. So the main thing is to have the freedom, the freedom from the financial freedom and also freedom of mindset where. we can have freedom of thinking and driving ourselves. Và thực tế là với query thì chúng ta có <laughs> chúng ta có một bộ đôi sản phẩm rất là tuyệt vời ạ. Nó rất là đơn giản thôi nhưng thực tế là nó là một cái mang lại cho chúng ta để giúp cho cái cái tài sản của chúng ta là sức khỏe, rất là tốt ạ. Nó thậm chí là nó còn tốt hơn là cái việc bạn có hàng triệu đô ở trong uh, ngân hàng. À, nhưng mà khi đến v i Query chúng ta không chỉ có cái sức khỏe tốt mà chúng ta lại còn có hướng đến về cái đích về tự do về thời gian tự do về tài chính đó là một cái điều mà tôi rất là 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 là, là yêu thích. Ha, ทั้งหมดต้องขอบคุณโบค่ะเพราะว่าโบเป็นคนที่ทําให้คุณีตื่นรู้ในเรื่องของกลไกหรือเขาเรียกว่าหัวใจของธุรกิจจริงๆธุรกิจที่นี่ค่ะมันมีอยู่แค่นั้นนะคะในเรื่องของ Active กับ Qualify แค่2อย่างแค่นี้ค่ะ แล้วโบก็ทำให้เราตื่นรู้ว่าถ้าเราส่งต่อแอคทีฟ p o ลิ f y ให้กับคนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้คุณมั่งคั่งแน่นอน So for all of this we have to big thanks for Mr. Bo as she as she wake u me up and sees how it works how this uh, uh, company work how it works just seeing that by active and qualifies with Uh, amount a lot of amount of people can uh, make us uh, gaining and helping uh, financially great. Và uh, trước tiên tôi cũng phải rất là cảm ơn uh, người đã chia sẻ với tôi ở đây là tuyến trên của tôi là anh Bô uh, từ Thụy Điển người mà đã đánh thức tôi dậy uh, đã giúp cho tôi có một cái uh, tầm nhìn về một cái cơ hội mới. À, và thực tế là kinh doanh cùng với query thì nó cũng rất là đơn giản. Và các bạn chỉ cần đảm bảo hai cái yếu tố. Thứ nhất là active và qualify có nghĩa là đảm bảo cái năng động của mình một tháng có 25 điểm thôi. Và ngoài ra là chúng ta đảm bảo là chúng ta đạt điều kiện là chúng ta có một F1 bên nhánh trái, một F1 bên nhánh phải và chỉ cần như vậy thôi thì là các bạn đã hoàn toàn mở cái dòng cái cái cái, cái cánh cửa để vào bảy cái nguồn thu nhập มา để giúp chúng ta có những cái uh, những cái những cái gọi là tự do v ท t ง i chính rất là tuyệt vời ค่ะ <c> น <ười> ี่ในสิ่งที่เราเข้าใจแล้วตกผลึกตรงนี้ค่ะเราก็คือวางแผนกับทีมนะคะแล้วเราต้องการที่จะวางเป้าหมายในเดือนมีนาคมนะคะปีหน้าที่เราจะต้องมีทีมในองค์กรของเรานะคะอย่างน้อยๆต้องมีถึง4ี่หมื่นคนในเดือนมีนาคมนะคะแผนตรงนี้เราเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันแล้วสิ่งที่เราต้องการที่สุด คนจะต้องวิ่งตามเราในการที่อยากได้วิธีการในการที่คุณจะสร้างรายได้ในรูปแบบธุรกิจแบบนี้ค่ะ So we talk with our teams from this idea We g a t h e r and we have the plan come up with the plan where in March in March of next year 2022 we're gonna have minimum 40,000 people in our team from this is not about we it's not about us chasing them is about them chasing us to know the way how to gain this uh this from this business và chúng tôi cũng có một cái kế hoạch rất là tuyệt vời cho năm 2022 có nghĩa là À, chúng tôi mới chỉ bắt đầu với query được một vài tháng ở năm nay thôi. Nhưng mà đến 2022 tháng 3 năm 2022 thì chúng tôi sẽ có trong cái gọi là cái đội ngũ của Thái Lan là khoảng 40.000 người. Đó. Và ở đây không phải là chúng tôi thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người mà chính vì những cái mục tiêu à về về của mọi người để giúp cho mọi người có thể có những cái um, uh, gọi là thay đổi về cuộc sống và chính những cái điều đó đã thay đổi những cái nhận thức của chúng tôi cho nên là chúng tôi rất rất là mong muốn làm cái điều này. À, cái thing thí bố sởn màคือเราต้องเป็นคนตกปลา ค่ะ,เราไม่ใช่ผู้ล่า,เราไม่ใช่นักล่า.เพราะฉะนั้นการที่เราตกปลาแบบเนี้ยค่ะ,เราสามารถที่จะสอนคนต่อไปให้ตกปลาได้.เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยเหลือผู้คนรอบข้างเรา ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่เขาเดือดร้อนเขาสามารถที่จะตกปลาด้วยตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถส่งก่อความมั่งคั่งให้ผู้คนได้ในจํานวนที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ possible teaching us is where we are being a fisher not a hunter where we try to hunt someone is about fishing and teaching others to also know how to fish know how to fishing how to catch your fish and this from this We can help our, our people surrounding uh, people surrounding mine to also know how to fishing and gain this opportunity also. Và điều rất là tuyệt vời ở đây là gì ạ? À, là uh, anh Bô đã giúp cho uh, chúng tôi có thay đổi về những cái nhận thức là khi trong công việc này chúng ta sẽ trở thành những người đi câu cá chứ không phải là những người thợ săn đúng ạ? Hai cái việc này nó hoàn toàn rất là khác nhau. À, và chúng ta thả mồi câu và chúng ta sẽ câu những cái con cá về cái đội ngũ của chúng ta. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ giúp những cái người mới của chúng ta à, cũng biết làm điều này cũng trở thành những người câu cá à, một cách rất là tuyệt vời. ค่ะ. cuối thái cóฝากไว้ตรงนี้ค่ะ, đóคือสิ่งที่คุณนี่ได้จากที่นี่ à nó là cái thứ làm thay đổi cuộc sống. ไม่เคยสัมผัสมาก่อนรวมทั้งเรามีเมนเทอร์ที่คอยให้คําแนะนําทีมงานนะคะรอบข้างที่เป็นกัระยะนานมิตรนะคะรวมไปถึงวันนี้ค่ะมาพูดคุยกันที่บ้านที่ที่ที่ไม่ได้อยู่มาหลายปีมากแต่ว่าสามารถฟันธงได้กับชีวิตว่าฉันกลับบ้านได้ฉันทํางานที่บ้านของฉันได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องเขาเรียกว่าระหดระเหเล่ร่อนไปอยู่ที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราได้จากเคอรี่คือชีวิตคุณ กำหนดได้เพราะว่าเคียรี่สามารถทําให้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้ตรงนั้นมันสามารถสร้างให้คุณได้ที่เคียรี่เป็นเครื่องมือให้ได้อย่างแท้จริงค่ะเป็นครอบครัวที่เป็นเขาเรียก One Family จริงๆค่ะ So finally for this one finally from this experience it actually changed my life into whole different world from this Uh, from from helping of our mentor and also from everyone in the team who actually friendly and it's, we can actually call as a team we actually a team teamwork and this one from what we can how my life changed is that i actually being at home where i didn't uh, where I actually didn't been at home for a long time to come back to my actual home for a long time it's a great feeling where we can control our destinations. We can know, we will know our directions of where we want to go, and we can gain from it. We can get from it. So, this can also happen to everyone. Also, yeah, very nice. Uh, có nghĩa yeah. ở đây thì chị có muốn gửi một cái thông điệp uh, cuối đến với uh, chúng ta cái cái làm việc với đồng đội ấy, nó rất là quan trọng và xây dựng một đội ngũ thì nó rất là quan trọng à, bởi lẽ là chúng ta đi xa thì chúng ta muốn đi xa thì chúng ta sẽ phải có đồng đội và thực tế là cái cái điều này thì nó hoàn toàn khác biệt so với những cái công việc trước đây mà mà tôi đã từng làm và trước đây thì với công việc cũ thì tôi thực sự là tôi không dành được nhiều thời gian cùng với gia đình ở nhà nhưng đến bây giờ thì tôi đã thực sự được trở về với cái ngôi nhà của chính mình và tôi làm việc tại nhà à, và điều tuyệt vời là gì ạ là tôi tôi hoàn toàn có thể uh, tự kiểm soát được cái uh, cái đích đến của mình là gì tức là không bị người khác áp đặt cho mình một cái đích mà chính mình đưa ra một cái đích đến một cái mục tiêu của mình và hoàn toàn là dành rất là nhiều thời gian cho gia đình yeah it's very nice thank you very much everyone cảm ơn uh, tất cả các anh chị đồng thời là cảm ơn người dẫn dắt là anh bô Perhaps uh, team uh, uh, Thái is uh, can share the link for the OPP. À, uh, yeah, tức là team... đây, yeah, uh, uh, ở đây thì em đã thấy chị Marcela đã chia sẻ cái đường link zoom của Đức rồi ạ. À. Uh, thì canh chị 8 giờ tối nay giờ châu Âu, hoàn những ngày bên châu Âu ấy, thì hoặc là những người Việt Nam ở đây có thể là mời khách của mời của mình bên đó. Và anh Mụ muốn là bên đội Thái Lan cũng sẽ chia sẻ cái đường link zoom ở bên Thái để nếu chúng ta có bạn bè bên đó thì hoàn toàn có thể mời vào cái zoom của Thái